Chào mừng bạn đến với kênh Giống Ra Súc Miền Nam. Video này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan rất ngắn gọn về giải phẫu đường sinh sản của bò. Có hai thành phần bên ngoài của đường sinh sản, bao gồm đĩa đệm và tiền đình. Chúng không được nhìn thấy trên bức ảnh cụ thể này. Đĩa đệm là vách ngăn bên ngoài nhất của đường sinh sản khi chúng ta vượt qua mức vulva. Chúng ta đến tiền đình. Khi chúng ta tiến xa hơn nữa, chúng ta sẽ đến cấp độ của âm đạo. Điều quan trọng là phải nhớ vị trí của bàng quang tiết niệu, vì hình dung cấu trúc này trên siêu âm có thể bị nhầm lẫn với sự hiện diện của một thai kỳ. Khi chúng ta tiến xa hơn, chúng ta sẽ đến vùng cổ tử cung, ngoài cổ tử cung là thân tử cung. Sau đó tách thành sừng tử cung bên phải và bên trái. Cấu trúc được gọi là dây trằng giữa các đốt, bây giờ có thể được phát thảo, nằm giữa sừng tử cung bên trái và bên phải, mức độ phân đôi của những chiếc sừng đó khỏi thân tử cung, và cuối cùng là buồng trứng trái và phải nằm ở vùng đỉnh của mỗi sừng tử cung. Trên bức ảnh cụ thể này, buồng trứng bên trái đã bị dạch và có sự hiện diện của một hoàng thể, và buồng trứng bên phải cũng đã bị dạch. Hãy đăng ký kênh để xem thêm nhiều video nhé!